Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin nhịp đập bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Ngày hôm nay các bạn đã bỏ lỡ những tin tức gì? Hãy cùng tôi theo dõi ngay sau đây. Khoảng tối đằng sau kỷ lục phi thường của Ronaldo. Với 14 bàn thắng tại các kỳ Euro, Ronaldo bỏ xa người xếp sau là huyền thoại Platini của Pháp với 9 bàn thắng. Trong số những cầu thủ còn đang thi đấu, hai người tiến gần thành tích của Ronaldo nhất là Morata và Antoine Griezmann cùng 7 bàn thắng. Nhưng cơ hội để nâng cao số bàn của hai chân sút này còn không nhiều. Để đạt được kỷ lục nói trên, ngoài năng lực săn bàn thượng thừa thì một số yếu tố rất quan trọng khác là sự bền bỉ. Ronaldo đã đều đặn nổ súng ở 5 kỳ Euro khác nhau, từ khi mới 19 tuổi cho đến lúc lên hàng lão tướng. Đáng chú ý, lần duy nhất mà CR7 giành ngôi vua phá lưới Euro lại đến vào giải đấu mà anh đã 36 tuổi. Dù không còn duy trì được thể chất như thời đỉnh cao, Ronaldo vẫn ghi kịp 5 bàn thắng vào lưới các đối thủ mạnh như Pháp hay Đức. Tuy nhiên, có một con số thống kê vẫn khiến cho người đã giành vô số danh hiệu tập thể và cá nhân như Ronaldo lại phải day dứt. Đó là số bàn thắng tại vòng knockout ở các giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 24 bàn tại Euro và World Cup, nhưng chỉ trong 3 số này lại đến từ các trận đấu loại trực tiếp, chiếm 12,5%. Tại Euro, CR7 ghi bàn vào lưới Hà Lan ở bán kết năm 2004, Cộng hòa Séc ở tứ kết năm 2012 và xứ Wales ở bán kết năm 2016. Còn ở World Cup, Ronaldo thậm chí chưa bao giờ lập công tại vòng knockout. Hiện tượng này rất khác so với đấu trường Champions League. Tại đây, Ronaldo thường xuyên bùng nổ tại vòng knockout. Dù là ở vòng tứ kết, bán kết hay trận chung kết cũng không làm khó được CR7. 67 trên 140 bàn thắng của Ronaldo tại Champions League đến ở vòng loại trực tiếp chiếm 47,9%. Công bằng mà nói, Selecao châu Âu đã sống nhờ vào Ronaldo và cũng chết vì Ronaldo. Họ đã chơi tốt trước Pháp tại tứ kết Euro 2024, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng lại phải dừng bước một cách vô cùng đau đớn trên chấm đá luân lưu. Trước khi Euro 2024 khởi tranh, huấn luyện viên Martinez được cho là đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc tạo ra một lối chơi để phục vụ cho tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Al Nassr tỏa sáng. Thế nhưng, Ronaldo đã không thể ghi bất cứ bàn thắng nào, ngay cả trên chấm 11m. Phải chăng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không nhìn ra vấn đề mà một tiền đạo đã 39 tuổi như Ronaldo gặp phải? Lý do được đưa ra có lẽ là ông vẫn cố chấp tin rằng phẩm chất siêu sao của người đội trưởng này sẽ bùng nổ đúng lúc. Mặc cho những gì mà người tiềm nhiệm Santos từng làm tại FIFA World Cup 2022 trước khi ông bị sa thải. Theo nghĩa đó, Martinez phải chịu trách nhiệm sau sự sụp đổ của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết Euro lần này. Trong tay của cựu thuyền trưởng đội tuyển Bỉ là một dàn hào thủ tài năng ở tất cả mọi tuyến. Nếu chơi đúng thực lực, họ ít nhất phải vào chung kết. Euro 2024 là kỳ Euro cuối cùng mà Ronaldo góp mặt. Khả năng dự World Cup 2026 của Anh vẫn còn đang bỏ ngỏ. Và những trận đấu vòng knockout tịt ngòi sẽ vẫn là một điều tiếc nuối với Ronaldo khi nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng. Và vừa rồi là những tin tức có trong ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ chúng tôi cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.